Hey guys, nice to see everybody today. You guys know that tomorrow is Christmas. Do you guys know that? Tomorrow is Christmas, right? And today is Christmas Eve. Hôm nay thì thường mọi người hay nhầm hôm nay là Giáng sinh, nhưng mà thực ra là tomorrow, right? Thực ra là ngày mai mới là ngày Giáng sinh. Còn hôm nay sẽ là gì? Hôm nay là đêm đêm Giáng sinh thôi, giống như là Tết không vậy? Tết thì có đêm giao thừa đúng không? Hello Nhi, nice to see you today. Còn hôm nay sẽ là đêm Giáng sinh nè. Đêm nay là sẽ bắt đầu là Giáng sinh nè. Đó. Ngày mai sẽ là cả ngày. A whole day will be Christmas. Tomorrow gonna be Christmas. Các bạn nào có định đi chơi ngày mai không? You guys hang out tomorrow? Will you guys have presents? Do you guys think you guys have presents for Christmas? Thường người ta có được nhận quà vào ngày Giáng sinh không? You guys have Christmas presents? Yeah, me too. When I was younger. Hồi cô còn bé cô cũng vậy. Nói chung là gia đình cô thì không ăn Giáng sinh. I don't have presents for Christmas too. Giống như vậy đó, cô cũng không có quà Giáng sinh nhiều. But some families, they like Christmas, right? Some families, they like Christmas. So they celebrate Christmas a lot. So, like I said before, from now, we're gonna focus on what? Mình sẽ tập trung để luyện đề. Mình sẽ tập trung luyện đề từ hôm nay. Lớp học của mình chỉ còn vài buổi học nữa là kết thúc rồi. Đúng không? 3 thôi. Hết hôm nay là tụi con chỉ còn đúng tuần sau nữa là mình đã kết thúc lớp học của mình rồi đó. Các bạn nào ở đây đã thi cuối kỳ chưa? Hello guys, nice to see you. Các bạn nào ở đây đã thi cuối kỳ chưa? Tụi con thi cuối kỳ chưa? Con đi ra đi. Con thứ ba tuần sau mới thi. Oh, really? Thứ ba tuần sau thi rồi hả? Thứ sáu. You finished, Trường An. Good job. How did you do for the test? Anna bài được không nè? Anna bài được không? Ổn không? Được 10 điểm không? Hay được 8 điểm? Con chưa biết. But you finished. Oh boy, nice to see you too. Good job and well done. Congratulations. Vậy là có được Anna xong rồi nè. Lớp mình còn đa phần là các tụi con tuần sau thi nhiều đúng không? I'm from Vietnam. Yes, of course, Khoi. I know that. You're from Vietnam. Như vậy là buổi học hôm nay với thứ hai cũng rất là quan trọng này, đúng không? Tại vì đa phần tụi con là đều thi vào tuần sau. Ví dụ như Giang, đúng không? Giang nói là đang thi thứ ba. Thứ ba là thi rồi. Cho nên là buổi hôm nay với thứ hai là mình sẽ tập trung. Mình chỉ còn luyện đề thôi. Mình đã học xong chính cái skills. Con cũng thi ba thi của. Oh, really? Okay. Như vậy là hôm nay với thứ hai là tụi mình tập trung luyện đề nè. Luyện đề để tụi con chuẩn bị thi nè. Nó chỉ vòng quanh ra những cái chủ đề mình đã từng làm á. Những cái bài tập mình làm tụi con thấy đó, nó cứ vòng quanh như vậy vậy đó. Chỉ cần con nhớ được mấy cái quy tắc. Ví dụ vào ngày nào là on. Ví dụ như vậy nó hay đánh lừa mình cái khúc nhỏ nhỏ như vậy đó. Tụi con chỉ cần nhớ được những cái đấy là làm bài rất là tốt luôn. Okay. Đâu cô xem thử nha. Cô sẽ cộng điểm cho mọi người sau nha, để cô xem thử lần này. This one, we got unit 9, right? Cái này thì mà cô sẽ không có sửa nhiều. Ok, good job, Diệu Hiền, Quỳnh Anh với Yến Nhi nè. Ok, cái này là một cái bài để tụi con ôm lại unit 9 hôm bữa mình học thôi. Để cô xem thử có câu nào mà các bạn bị sai nhiều không, thì cô mới sửa nha. Còn mấy cái này thì dễ rồi nè, đó. Câu này thì chắc chắn không thể chọn được, bởi vì nó chưa chia in được nè. Mà mình cũng không có nói là watch a YouTube được. Ở đây là gì? Watch a video, xem một cái clip. Một cái clip YouTube là một cái nền tảng, một cái trang web cho tụi con xem. Nên là con không có dùng a YouTube được. Mình chỉ có nói là watching YouTube thì được nha. Watching YouTube thì được, xem cái gì xem YouTube thì được, cũng được, không sao hết. Đó là một cái phần người ta vẫn hay nói được. Nhưng mà ở đây không có cái nào xem một cái YouTube được. Ở đây là xem một cái video. Còn bạn nào ở đây lại chọn là nghe nhạc không phải là nghe nhạc đâu. Ở đây cái hình này người ta sẽ muốn nói là về coi một cái video. Okay. Mask. Yeah, okay. Có nhiều bạn viết chưa đúng này đúng không? Mask, ví dụ Hồng Nhung thì lại bị viết sai chính tả này. Okay. Cái này thì tụi con chỉ cần nhớ từ vựng là được thôi. Cái này thì nhìn hình đúng không? Okay. Tony is. Mình phải chia đúng động từ. Để cô xem có bạn nào ghi là listen thôi không? Listening này thì bị sai chính tả nè. Nhật Phương nè. Ok. Đó, tụi con chỉ cần chia động từ đúng, có in vào là mình đúng hết nè. Nếu có trường rất có nhiều bạn làm đúng nè. Listening nè. Ok, good. Cái này cũng vậy. Cái này cũng nhiều người sai quá ta. Cái này là cái gì đây? Chính tả. Chính tả là mình đã từng học. Write a dictation.
À, ở đây thì cần phải điền cho cô dictation, nó sẽ có nghĩa là của cái bài chính tả. Khi mà tụi con tập viết chính tả đó, cô giáo đọc và mình viết chính tả lại á, cái bài đấy mình gọi là cái dictation. Dictation thì các bạn phải nhớ từ vựng thì mới làm được bài này, đúng không? Ok, next up. À, cái này cũng vậy, thì nhìn hình tụi con thấy là đang làm gì? À, ở đây là bị thiếu nè, bạn nào chọn thêm thiên là chưa đúng cấu trúc. Cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn miêu tả một cái việc đang diễn ra là tụi con có gì? Am, is, are cộng với lại động từ mà thêm in. Như vậy ở đây thì do có hai người nè, Hoa and Lan, và hai người là số nhiều rồi, nên tụi con phải dùng là are painting masks thì mới đúng. Chứ painting masks không là chưa đủ, thiếu cái chữ are. Ok, reading nè. Đó, cô thấy mấy cái này cũng khá là dễ, không có quá khó. Ok, sai quá ta. À, cái này là cùng. Oh, sao cái này nhiều người sai quá vậy ta? Cái này thì tụi con có badminton rồi đúng không? Mình có badminton rồi là mình biết là gì, môn cầu lông rồi. Thì đối với môn cầu lông tụi con làm gì? Tụi con chơi. À, chơi cầu lông thì mình sẽ có là theo đúng cấu trúc câu, đúng cấu trúc đang diễn ra nè, đang chơi cái gì đó thì mình sẽ có là gì? Are playing. Ở đây nè, ví dụ Lan Anh chọn is playing thì tại vì sao? My friends có s cho nên là không thể nào mà is được. My friends có s là số nhiều nên con không có chọn is được, bắt buộc phải là are playing. Ví dụ có Diệu Hiền nè, good job, đúng rồi. Hình như có một mình Diệu Hiền làm đúng hả? Có một mình Diệu Hiền là viết đúng mà, đa phần tụi con thiếu nè, playing, tụi con biết là playing nhưng mà quên mất cái cấu trúc của mình. Đó, cái ngữ pháp của mình là ngoài playing ra thì còn phải có là gì? Are nữa. Đúng rồi. Ok, good job. Ok, mấy cái này thì cô nghĩ là dễ nè. Các bạn làm đúng khá nhiều nè. She, ở đây có tới 8 bạn chọn are lẫn she là phải đi với is, chứ không thể nào đi với are được. She là phải is. She is, I am, we are, they are, Hoa and Lan are. À, tụi con nhớ phân biệt mấy cái đấy cho cô. Let's watch, đúng rồi. Ok, well done. Yes, they do. Yes, they do là khi nào cái từ dùng để hỏi của nó là do. Ví dụ câu hỏi là do they like music? Họ có thích âm nhạc không? Do they like music? Thì ở đây mới nói là yes, they do. Có, họ có thích âm nhạc á. Còn ở đây người ta dùng chữ are này thì mình phải đúng theo cái ngữ cảnh, đúng theo cái đại từ của mình. Mình có they thì sẽ là they are. Yes, they are. Hoặc là người ta hỏi là are you listening to music? Có phải là bạn đang nghe nhạc không? Are you listening to music? Như vậy mình sẽ trả lời là yes, I am. Có, tôi đang nghe nhạc. Yes, I am. Tùy theo cái chủ ngữ của mình dùng là gì. Người ta hỏi you có nghĩa là hỏi mình đúng không? Thì mình phải trả lời ngược lại là mình có đang nghe nhạc. Yes, I am. Okay. Okay, good job everybody. Well done for your homework. Good job. Các bạn mới làm hồi chiều nhiều đúng không? Tại vì hồi chiều á thì cô nhớ là cô xem á mới có 7-8 bạn làm thôi. Nhưng mà bây giờ thì được tới 30 mấy bạn làm rồi. À, như vậy là tụi con mới làm hồi chiều hôm nay đúng không? À, cái này cũng bị sai nhiều hả? Để cô xem thử nha. Odd one out. Odd one out. À, thì ở đây không thể nào là Vietnamese được. Bởi vì sao? Mình phải chọn England. England là country. Còn cái đây còn lại là nationality nè. Ok. Sao cô không di chuyển con chuột được? Tụi con đợi cô xíu. Wait me please. Nó bị lắc. Ok, để coi còn cái nào nữa. Cái này cũng vậy thôi. Thường tụi con mà thấy tên đất nước á thì nó chỉ có chọn một là đất nước, hai là nationality là quốc tịch, thì nó sẽ là pha lẫn. À, thường hai cái dạng này, một là đất nước, hai là quốc tịch thôi. Thì tụi con thấy nè, tất cả mấy cái này nó đều là gì? Là country hết. Thì có cái Japanese nó là gì? Nó là nationality á, quốc tịch á. À, chỉ có cái đấy nó là quốc tịch thôi. Ok, cho nên là tụi con nhớ phân biệt cho cô. Cái này cũng vậy. Cái này thì mình có cái từ from, bởi vì ba từ còn lại đều là từ dùng để hỏi nè. Dùng để hỏi nè. Đó. Cái này, ba cái đều là xin chào đúng không? Chào, nhưng mà chào gì? Chào buổi sáng, chào buổi tối, chào buổi chiều. Thì có cái này là tạm biệt thôi. Nó khác nhau. Ok. Cái này cũng vậy, today nè. Đó. Ok, các bạn làm cũng khá tốt. Ô, cái này tụi con sai nhiều quá nè. Ô, cái này là lỗi. Ok guys, this one is not correct. Cái câu này bị lỗi nè. Câu này, cái này nó bị lỗi nè. Đó,
Như vậy là tụi con làm đúng rồi đó. Các bạn cứ nhớ cho cô. On, đúng rồi. Và ngày, ngày thì phải dùng on. Cái câu này nó lỗi. Tụi con đừng để ý. Câu này nó bị lỗi nè. Cô xem có câu nào bị lỗi không? Câu này thì đúng nè. In, vào buổi tối. Mình có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. À, buổi sáng với buổi chiều tối nè. In the morning. In the evening. In the afternoon. À, buổi chiều. In the afternoon. Tụi con nhớ nha. Ok, ở đây là từ. Mọi người nhớ cấu trúc không? Từ thứ mấy tới thứ mấy. À, còn ví dụ ở đây mình muốn chọn on á, thì cái chữ này thì mình phải đổi lại này. Cái chữ to ở đây mình phải đổi lại là thành and. Và từ vào thứ mấy, ví dụ on ở đây cô chọn là on đi. Nếu mà cô muốn chọn là on thì cái này nó thật ra nó phải đổi chữ to thành chữ and nè. I go to school on Mondays and Friday. Tôi đi đến trường vào thứ hai và thứ sáu. À, chứ ở đây là từ thứ mấy tới thứ mấy là phải dùng cấu trúc from Mondays to Fridays. Okay, good job guys, good job. So right now we're gonna do the, mình sẽ có một cái bài quiz, nhưng mà ở đây có 15 câu, mình còn một cái bài đọc, mà bài đọc bỏ vào đây thì nó hơi lâu một xíu, nên là cô chỉ bỏ cái phần này vào cho tụi con làm thôi. Mình chỉ làm cái phần giống như là phần trắc nghiệm trước, rồi sau đây có một cái bài đọc nhỏ nữa thì tí cô mở cái đề lên cho tụi con làm luôn. Ok, cái này là cô cho tụi con xem cái đáp án ngay sau khi mình làm luôn, để cho tí nữa cô sửa bài này nhanh. Đó, trong lúc các bạn làm bài, tụi con mà làm sai thì con nhớ để ý cái đáp án của mình sau đấy là gì. Đó, sau mình bắt đầu mình suy nghĩ, à tại sao lại như vậy, tại sao mình lại làm sai câu đấy. Rồi tí nữa cô sẽ giải thích tụi con cho nó nhanh hơn. Ok, thì mình mới kịp làm được nhiều bài tập tiếp nhau. À, tụi con gán lên, ráng làm bài, cố lên, còn có mấy ngày nữa là xong rồi. Tuần sau là mình thi rồi, đúng không? Cho nên là mình cố gắng, bây giờ mình dành, mình có một tiếng để mà mình làm bài, thì mình cố gắng mình dành thời gian suy nghĩ mình làm bài. Okay. I will send you guys the link in the chat box, okay? Wait me. Để cô gửi link cho mọi người vào cái chat box nha. Okay guys, the link is in the chat box. Okay. Trong cái đề này thì cô nhớ là hình như có 15 câu với lại thêm một bài đọc nữa. Thì tí nữa bài đọc cô sẽ mở cái đề lên rồi cô nhờ các bạn làm chung với nhau luôn. Ok. Okay guys, join the room, okay? Join the room, okay? Như có một bạn mới vào, không biết là bạn thấy cái link không? Cô gửi lại link cho bạn nào không thấy nha. Okay, 6 friends are ready. What about the others? What about the others? Yes, yes. Hân bảo rồi nè, đúng không? Okay, good job, guys. Good job. Okay, let's wait for your friends a little bit more. Cô xem còn ai nhỉ? Ngọc Mai vào rồi nè. Diệu Hiền vào rồi nè. Ngọc, what about you? Ví dụ Ngọc Chí chưa vào nè. Hoài Phong nè. Cô chưa thấy Hoài Phong, Ngọc Chí nè. Trường An nè. Bạn Hương, đúng không? Khôi nè, à Khôi vào rồi, sorry. Ngọc Diệp chưa vào nè. Yến Nhi vào rồi nè. Hân chưa vào nè. À Hân vào rồi nè. Ok. Chưa vào. I give you guys 1 to 2 more minutes, okay? Cô cho mọi người từ 1 đến 2 phút nữa nha. 1 to 2 minutes. Yes. Okay, if you guys are in the room, so wait for your friends a little bit. Okay, bạn nào đã vào được rồi thì tụi con đợi bạn mình một xíu nha. 1-2 phút nữa thì cô sẽ bắt đầu luôn. Okay, cái này là như là bài kiểm tra vậy đó. Nó sẽ có 15 câu trắc nghiệm. 15 câu, vừa trắc nghiệm mà vừa có cái câu, cái dạng bài gì ta? À, sắp xếp câu á.
sắp xếp câu thì các bạn nhớ cho cô mình là viết đúng cấu trúc của một câu. Một câu là gì? Một câu thì tụi con phải viết gì? Viết hoa đầu câu, có dấu câu, chấm, có dấu câu. Dấu câu ở đây là có thể là dấu chấm, có thể là dấu chấm hỏi. Thì không được quên dấu câu cho cô. Không có dấu câu là câu đấy nó tính sai luôn. À, dấu câu là một phần người ta cho mình bắt buộc phải sử dụng. Con nhớ nha. Phải có dấu câu nha. Viết hoa đầu câu nè, có dấu câu nè. À, mọi người nhớ cái phần đấy. Okay. Đề cho mình từ như thế nào, từ nào viết hoa lên và chữ cái đầu thì tụi con cũng sử dụng y chang như vậy. Mình tập viết giống như đề cho vậy đó. Đề cho mình cái chữ như thế nào mình biết như vậy. Ví dụ chữ primary, ta có chỗ thì sẽ không viết hoa, có chỗ viết hoa. Thì ví dụ cái đề mình viết hoa thì mình viết hoa, cái đề mình không viết hoa thì mình không viết hoa, cứ theo đề mình làm. Ok. Còn những cái tên riêng thì chắc chắn tụi con phải viết hoa rồi đó, đúng không? Ví dụ tên của trường rồi nè, chắc chắn tụi con phải viết hoa rồi đó. Ok, I'll start now. Ok, bây giờ con sẽ bắt đầu luôn nha. I'll start now. Yes. Hey, có tí nữa rồi. Ok, guys, let's start. Ok, let's start now. Bạn nào mà bị băng hay gì, tụi con cứ vào link vào lại. Ok. Sai câu đấy. Tí nữa rồi cô sẽ giải thích sơ qua. Thank you.
thì thấy các bạn kiểu bị sai nhiều mấy cái phần đổi câu đúng không? Có một số câu hơi khó đúng không? Hơi dài một xíu. It's okay guys, try your best, okay? Tại vì Queen thì mình không có nhiều thời gian, nhưng mà nếu được con làm bài kiểm tra thì con sẽ có nhiều thời gian hơn để nhìn qua nhìn lại, để viết qua viết lại. About 2 or 3 more minutes, okay? Tầm 2-3 phút nữa thì cô sẽ end cái test của mình nha. Còn một phút nữa là mình đã hết thời gian rồi. Ok. Cô chụp mình sửa bài cho các bạn rồi. 10 9 8 7 5 4 3 2 1 Ok, well done everybody. Congratulations everybody. Good job. Kiểu Huyền làm bài rất là tốt nè. Kiểu Huyền làm đúng hết, hình như là đúng hết, chỉ có sai một câu thôi. Thì cô xem Huyền hình sai câu này. À, mình sai câu cuối, câu 15. Khôi thì mình sai đến đây bao nhiêu câu này? 4, 5 5 câu. Đa phần thì các bạn có Diệu Huyền là làm xuất sắc nhất nè. Diệu Huyền chỉ sai một câu thôi. Đa phần thì tụi con sẽ sai tầm 4, 5, 6 câu gì đó nè. Thế, đâu bây giờ cô xin thử cái bài của mình. Đa phần tôi cũng, cô nghĩ là những cái câu trắc nghiệm khá là dễ, nhưng mà tụi con bị sai nhiều cái phần kia đúng không? Cái phần này rất là dễ nè. À, ok, cái này cô sẽ không giải thích gì nhiều. Ba cái còn lại là thứ trong tuần, thì cái này today là hôm nay thôi, nó không phải là thứ trong tuần, nó không cùng cái topic như cái kia. Cái này cũng vậy, tất cả ba cái này đều là gì? Ba cái này đều là động từ, từ chỉ hành động đúng không? Học nè, nghe nè, vẽ nè, chỉ có cái từ difficult có nghĩa là miêu tả một cái tính từ. Con miêu tả một cái gì đó khó, ví dụ con nói nè, this test is difficult.
bài kiểm tra này khó quá. This test is difficult. À, như vậy mình có cái từ difficult, nó khác do loại từ luôn. Nó có mang nghĩa là tính, nó là tính từ khó. Cái này thì đúng rồi, mình chọn book bởi vì ba cái còn lại là subjects. À, cái này thì mình chọn desk bởi vì ba cái còn lại là gì? Ba cái còn lại đều là school supplies, đồ dùng học tập. Đúng rồi, đồ dùng học tập. Nên là mình chọn desk là hợp lý nhất. Desk, ok. Hay là mình có cái này, đúng rồi, would. Bởi vì sao? Bởi vì ba cái còn lại đều là từ dùng để hỏi nè. Hỏi mà lấy thông tin á. Còn nếu mà cái từ này thì con mà hỏi đi. Ví dụ con hỏi là would you like a cup of tea? Bạn không muốn uống trà không? Ví dụ như vậy. Thì nó cũng không phải là một cái từ dùng để hỏi lấy thông tin. Nó chỉ là yes, no thôi. Mình có cái ba cái còn lại là từ dùng để hỏi nè. Ok. Cái này thì English, good job. These three are the country. Đây chỉ là countries thôi. Đất nước thôi, tên đất nước thôi, chứ không phải là quốc tịch hay là ngôn ngữ. Ok, I can speak English very well. When is that? Rất là nhiều bạn vẫn còn tới giờ là vẫn còn rất là nhiều bạn đổ cái câu trúc câu này, là các bạn phải cần xem lại này. Bạn nào mà chọn cái này là phải cần xem lại cho cô bài cũ nè. Các bạn chưa nhớ bài nên các bạn mới chọn chữ what nè. Hỏi sinh nhật của ai đấy thì mình dùng là when, khi nào. Khi nào là sinh nhật của bạn? When is your birthday? Chứ không phải là sinh nhật của bạn là cái gì. Nếu con dùng what thì nó sẽ mang nghĩa là một cái gì đó. Thì nếu mà con hỏi vậy thì ý của con đang hỏi là sinh nhật của bạn là cái gì. Không ai hỏi gì hết trơn á. Người ta hỏi khi nào. When is your birthday? These are my pens. Chính xác, bởi vì ba cái còn lại không đi được với số nhiều. Rõ ràng ở đây tụi con thấy vừa có từ are mà vừa có pen có s nữa. Thì nó đang mang nghĩa là số nhiều thì chỉ có thể chọn these thôi. Câu này cũng vậy. Đa câu này rất nhiều bạn bị sai nè. Ở đây người ta dùng those are. Chúng là cái gì? Chúng là những cái hộp bút của chúng tôi. Our là của chúng tôi, đúng không? Chúng á, those are our pencil cases. Thì those với lại are đều là từ dùng để dùng cho số nhiều hết. Nếu mà tụi con muốn dùng số ít thì nó phải là this is, that is mới là số ít thì mới dùng với cái câu này được. Còn ở đây rõ ràng người ta đang dùng cấu trúc số nhiều thì cái danh từ của mình phải là danh từ số nhiều. Pencil cases, chúng ở trên bàn á, they are on the table. Ở đây thì các bạn cần phải biết được, phân biệt được cho cô số ít số nhiều là được. What subject do you have today? Môn học nào, cái gì, môn học nào á? À, bạn có môn học nào vào ngày hôm nay? Okay, what, những môn học nào? Ok, để cô coi cái này. Đó, có Diệu Huyền làm đúng nè, đúng rồi. I am happy, bởi vì sao? Because là bởi vì nè. Today is my birthday. Ở đây thì có hai đáp án, tụi con có thể nói là I am happy because today is my birthday. Hoặc tụi con có thể dùng là I am happy because my birthday is today. Tôi rất là vui bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi, hoặc là ngược lại đều được. Tôi rất là vui bởi vì sinh nhật của tôi là hôm nay. Hai cái đều giống nhau, không sao hết, mình dùng cái nào cũng được. Ok, thì có thể các bạn nào biết cái trường hợp còn lại không? Ở đây chỉ có một mình Diệu Hiền là làm đúng thôi. Còn lại là các bạn I am, tôi là, sinh nhật của tôi là hôm nay bởi vì happy thì cái này chưa đúng nè. Đó, nó vừa sai chính tả mà vừa không đúng cấu trúc câu nè. Because is my birthday today, bởi vì là sinh nhật của tôi ngày hôm nay, thì cái đấy là tiếng Việt thôi, coi hiểu không? Cái đấy tiếng Việt của mình là mình nói vậy thôi, chứ mình phải nói đúng cấu trúc câu. À, một câu thì phải có đầy đủ như thế nào thế nào. Tôi vui, ai đã, ai là chủ ngữ, rồi phải có động từ to be đi với lại tính từ là happy. Tôi vui bởi vì sao? Hôm nay là sinh nhật tôi, hoặc là sinh nhật tôi là hôm nay, chứ không phải bởi vì là sinh nhật tôi hôm nay. Nghe tiếng Việt vẫn thấy hợp lý đúng không? Nhưng mà tiếng Anh thì cấu trúc câu nó không phải như vậy. À, nên là mình phải để ý cái cấu trúc câu của mình. Ok. À, Diệu Hiền rất là giỏi nè. I am, tôi là ai? Tôi là một học sinh ở trường Thăng Long. I am a student. Ở đây là tiếng Nhi hơi tiếc xíu nè. Trời ơi, tiếng Nhi là đi chữ primary của cô chưa đúng nè. Đó. Tiếng Nhi là biết đúng rồi đó, nhưng mà chỉ có sai cái chữ primary của cô thôi. Primary phải là y dài. Ok. Cô nói là cái bài này tụi con chỉ cần nhìn lên và chép đáp án xuống thôi, nên là cố gắng nhìn kỹ và đi kỹ cho cô, dùng kỹ từ vựng cho cô. I am, ở đây là Ngọc Hân thì lại bị thiếu chữ ờ của cô nè. Đó, Ngọc Hân bị thiếu chữ ờ nè. I am student là chưa đủ. I am a student, một học sinh ở trường Thăng Long. Ok, cô coi thử Minh Châu ở đây bị sai cái gì. À đó, Minh Châu bị thiếu này gì nè. Minh Châu biết đâu. Sao Minh Châu bị sai? Minh Châu biết đâu Minh Châu? Sao câu này của con lại bị sai vậy Minh Châu? Why? You know why?
Minh Châu nhìn đáp án này, Minh Châu có biết tại sao bài của con bị sai chưa? Minh Châu hiểu cái gì hồi nãy cô có nhắc nè, hiểu dấu chấm nè. Dấu chấm là một cái phần người ta cho mình phải sử dụng, Châu hiểu không? Mình bắt buộc phải sử dụng đúng cấu trúc câu cho cô. I am a student at Thăng Long Primary School. Chấm. À, câu là phải có dấu chấm đàng hoàng, mọi người nhớ nha. Sai cái lỗi này là rất là khó chịu luôn á, đúng không? Tại vì cái lỗi này nó không xứng đáng là một cái lỗi để mình sai. Mình nên nhớ, mình nhớ thì mình sẽ không có bị sai lặt vặt như vậy. Ok, Châu nhớ nha. Châu làm kiểm tra sau này là sao cũng phải nhớ là câu từ là phải ghi cho đầy đủ cấu trúc. Ok, cái này thì chưa đúng nè. I am student at a thì chưa đúng nè. I am a student ở trường gì? Đã là trường gì rồi thì con cũng không cần phải có ở. I am a student at Thăng Long Primary School. Cấu trúc câu thì cái chữ, cái tên của trường sẽ đi trước cái chữ trường. Ok, Thăng Long Primary School. À, chứ không phải là Primary School Thăng Long. Không phải là giống tiếng Việt của mình, trường tiểu học Thăng Long. À, chứ con nghĩ Primary School Thăng Long là chưa đúng. Phải là Thăng Long Primary School. Nó ngược lại á, tụi con thấy cứ để ý tiếng Việt với tiếng Anh nó ngược lại nhau lắm. À, Bảo Khôi câu này cũng đúng nè. Đa phần mấy cái câu này cô thấy là chỉ có 1-2 bạn đúng thôi. Mấy cái câu nãy giờ điền tự, mấy cái câu mà biết như thế này là có tầm 1-2 bạn đúng thôi. Ok, good job. Đây là câu hỏi. Đây là do science là chưa phải câu hỏi. Câu hỏi thì phải có cái từ dùng để hỏi. Cái từ đó chính là từ do. Họ có thích môn khoa học không? Do they like science? Ok. Do they like science? Ở đây là Ngọc Hân sai cái này cũng hơi mắc cười. Tại vì ở đây nó để là, tại vì con để dấu chấm hỏi nó xa ra, nó cắt ra nên nó không tính luôn. Nhưng mà thực tế cô nghĩ ở ngoài đời thì mình viết chấm xa xa chấm cũng không sao hết. Nhưng mà cái này nó tính, mình chỉ tính khi nào dấu chấm hỏi mình viết sát vào á. Nhưng mà câu này cô vẫn chấp nhận Ngọc Hân đúng nha. Do they like science? Do you là không có rồi, tại vì không hề có chữ you này dịp nè. They do like science thì cũng không phải là đấu trúc câu hỏi đúng nè. Câu hỏi đúng thì phải có từ để hỏi. Science they do like không đúng. Tụi con bị sai cấu trúc câu nhiều. Ok. À, cái này cũng hơi khó nè, nhưng mà chị Huyền cũng rất là giỏi làm đúng nè. Tại vì nó hơi dài xíu đúng không? Và đây là tụi con hay có câu, có từ để hỏi mà có chữ what thì đương nhiên mình biết đây là câu hỏi rồi đó. What do you do during Vietnamese lesson? Bạn làm gì during là trong lúc đó, trong khoảng thời gian đó đó, trong lúc mà, trong những cái giờ học tiếng Việt thì bạn làm gì? Ví dụ mình có thể trả lời luôn cũng được. I write a dictation, I write in my notebook. Ví dụ như vậy, viết chính tả hay là viết gì đó, đọc bài cho cô nghe. Read a text đó, đó là những cái việc mà con có thể làm trong giờ tiếng Việt đúng không? What do you do? Bạn làm gì? During, có nghĩa là trong cái giờ đó, trong lúc đó. During Vietnamese lessons. Ok, during Vietnamese lesson. Đó, đấy, đấy, có vài bạn được biết đúng nè. Ok, good job. À, câu này hình như câu này là 0% đúng luôn, 0% luôn, đúng luôn. Để cô xem Diệu Hiền ghi cái gì. Subject is math. Câu này sao vậy? Để cô xem. Her favorite subject is math. Câu này đáng lẽ Diệu Hiền phải đúng chứ ta? Hay là tại Diệu Hiền không biết khoa hả ta? Cô nghĩ câu này nó có bị sai cái gì nè? Câu này chắc chắn là đáp án bị sai cái gì nè? Tại vì có một số bạn viết đúng rồi đó. Her favorite subject is math là đúng nha. Ở đây là ý nhi đúng nè. Her favorite subject is math. Đúng rồi. Her favorite subject is math. Đúng rồi nha. Ý nhi với Diệu Hiền đúng nè. Ngọc Hân đúng nè. Ok, her favorite is math. Có dấu chấm cho cô. Ngọc Diệp chưa đúng tại vì chưa có dấu chấm nè. À, Minh Châu, her favorite is subject math. À, các bạn nhớ cho cô nè. Không phải là môn toán á, thì tụi con gọi là subject math, rồi môn tiếng Anh tụi con gọi là subject English đâu. Subject nó là cái từ để nói về môn học thì đúng, nó là môn học. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó sẽ đi kèm với cái chữ math để thành cái môn toán, môn tiếng Việt. Mà bản thân cái chữ math nó đã mang nghĩa là môn toán rồi. Tụi con hiểu không? Bản thân cái chữ math nó đã chứa đựng được cái chữ là môn học rồi đó. Cho nên là mình chỉ cần nói là my favorite subject is math. Là toán, là môn toán, là cái đấy là mình đã hiểu rồi đó, chứ không phải là subject kết hợp với tên môn học. À, mọi người hiểu nha, Châu dễ cho cô nha. Không phải là môn tiếng Anh cái mình gọi là subject English, môn nhạc cái gọi là subject music đâu, không phải đâu nha. Thế bản thân nó là một môn học rồi,
À, con hiểu không? Bảy thân nó là một môn học rồi. Subject, à, mình có my favorite subjects are music and art, ví dụ như vậy. Âm nhạc, môn nhạc và môn vẽ, hoặc là nhạc và vẽ thôi, người ta vẫn hiểu đấy là subject, là môn học. Ok, ok, good job everybody, good job. Now, bây giờ mình sẽ làm một số đề. Bây giờ mình làm đề tiếp nha. Bây giờ là hồi nãy là mình đang làm đề số 8 nè. Hồi nãy cô đang làm cho tụi con làm đề, đề thì cô có tầm 9 đề, nhưng mà cô cho tụi con làm ngược lại á. Thì ở đây mình đang làm đề 8. Ok, let's take a look. Đây, mình có một cái bài đọc. Đây là cái bài trong trong cái đề hồi nãy luôn. Cái đề hồi nãy giờ mình đang làm á, thì nó có dư ra cái bài đọc này. Mà bài đọc thì loại vì nó là bài đọc thì nó sẽ hơi, nó hơi khó, tụi con làm quiz xíu. Nên là bây giờ cô sẽ cho tụi con làm chung với nhau ở ngoài luôn. Ok. Ok, bây giờ cô mời một bạn đọc đọc cho cô, đọc cho các bạn mà cô nghe nha. Let's see. Ok, Yến Nhi, please, Yến Nhi. Yến Nhi đọc bài cho các bạn. Her name is Lina. She is okay. Linda, student. Linda. Her name is Linda. She is a student at Offers. Offers Primary School. Đúng rồi. There are 25 students in her class. Đúng rồi. Today, she has math, English, science, and art. She likes math in the... She likes math the most. Cô ấy thích toán nhất. The most là nhất, nhất, thích nhất. She likes math the most. Bởi vì sao? Because... The most... Because, bởi vì sao nè? Because. Nhi thấy không? Ủa, Nhi còn thấy không? Nhi thấy bài không? Có. À, Nhi đọc tiếp đi. Because, bởi vì sao? She. Because she can read about. Learn. Learn. Học về cái gì? Learn about. Interesting numbers. Interesting numbers. Numbers. Okay. She does not like art because it is difficult. Difficult. Cái từ này hồi nãy mình đã gặp trong bài. Ah, difficult. Draw a picture. Okay, thank you. It means so much. Cô ấy không thích môn vẽ bởi vì sao? Rất là khó. Difficult là khó này. Rất là khó để mà làm gì? Để mà vẽ được một cái bức tranh. Theo cô ấy là rất khó nên là cô ấy không thích art. Cô ấy thích toán bởi vì sao? Thích toán nhất bởi vì can learn about interesting numbers. Mọi người biết numbers mà đúng không? Học về những con số như thế nào nó thú vị. À, bạn thấy là con số rất là thú vị nên là bạn thích toán. Ok. Nào, đối với bài này thì tụi con phải đọc và trả lời câu hỏi. Cho nên là bài này cô muốn mọi người ghi đáp án vào trong khung chat cho cô. Ok. You write your answers in the chat box. Đây, mình có 5 câu hỏi đúng không? Các bạn trả lời và ghi chat box vào chat box cho cô. Đâu bây giờ mình thử phải, bởi vì là bài đọc mà nên tụi con phải vừa làm vừa xem bài đọc, nên là ở đây có 3 câu trước, các bạn làm đi cô 3 câu trước nè. 1 2 3. Ok, bạn nào xong câu nào thì cứ ghi đáp án vào bài đọc vào chat box cho cô. Ok, bài này thì các bạn nhớ là cũng như vậy, phải trả lời đầy đủ, thì tụi con cần phải viết đúng một cấu trúc câu hỏi thì mới được tính điểm. À, có thể là ví dụ con sai một cái lỗi nhỏ nào đấy thì sẽ bị trừ, ví dụ như là 50% số điểm. Ví dụ câu này mỗi câu là 0.5 đi, thì có thể con bị sai cái từ gì đấy, con còn bị trừ 0.25, ví dụ như vậy. À, con thiếu cái gì đấy, con sai chính tả cái gì đấy, con còn 0.25. Còn nếu mà con viết sai câu trúc câu không đúng luôn á thì sẽ khá là 0 điểm câu đấy. Okay. Ok, cô thấy có mấy bạn gửi cho cô nè. À, Châu hay bị quên dấu câu quá ta. Châu nhớ cho cô dấu câu quan trọng nha, không phải là không quan trọng đâu. Ok, Châu nhớ cho cô nha. Her name is Linda. Ok, Châu nhớ nha. Hồi nãy trong cái kia Châu cũng bị sai dấu câu á. Her name is Linda. Ok, good job. Some of you guys have given me the answer. Các bạn còn lại đâu? Các bạn còn lại làm thử cho cô nè. Cái này là mình đang tập luyện để sắp tới mình làm kiểm tra nè. Sắp làm kiểm tra rồi, mình không còn nhiều thời gian đâu. Her name is Linda. Đúng rồi, tên cô ấy là gì? Ok, her name. Thì tên cô ấy là Linda. Ok, good job.
What about number two, guys? What about number two? Câu số 2 thì sao tụi con? Cô nhỏ lại cho cái câu nó lên. Okay. Đây 1 2 3 4. Bỏ bớt đi cho nó lên cái phần. Đó, mọi người thấy hết 5 câu rồi nè. There are 25. Nếu vậy thì 25 cái gì mới được? 25, nhưng mà 25 cái gì mới được nhỉ? 25 cái gì? Con nghĩ là 25 là chưa đủ, con phải có danh từ gì đó đi kèm với con số. Có 25 cái, mà 25 cái gì con chưa nói. 25 gì? Students in her class. Student viết sai này nha. Student có chữ gì nữa đây? Đó, letter gì ở đây nữa? There 20 là chưa đúng nè Giang. Đó, yeah, there 20 là chưa đúng cấu trúc câu, cũng chưa đúng con số luôn. Cũng chưa đúng con số luôn, chưa đúng là đáp án luôn. Đáp án của mình phải là gì? Đáp án của mình nằm ở vòng thứ 2 đây. 25 là bao nhiêu tụi con? 25 á, 25 á. À thì mình phải có đáp án của mình, câu này sẽ là gì? Đó, cấu trúc khi mà tụi con được hỏi về how many nghĩa là bao nhiêu á. Hỏi là tụi con nhìn cho cô cái chữ how many là tụi con đang biết là đang hỏi về số lượng cái gì đó rồi đó. Thì ở đây mình sẽ trả lời là there. Ví dụ như nếu mà chỉ có duy nhất một cái thì mình dùng there is. Nhưng mà có nhiều cái thì dùng there are cho cô. Thì ở đây là bao nhiêu? Ở đây tụi con viết số cũng được, nhưng mà mình có cái chữ sẵn thì mình cứ viết theo cái đề bài. 25. Tốt nhất là viết theo đề. 25. Thực ra có nhiều chỗ người ta không có dấu gạch này, nhưng mà cái đề của mình có thì mình nên sử dụng. Tụi con hiểu không? Cái đề của mình có cái dấu gạch nối thì mình nên dùng dấu gạch nối. There are 25. 25, nhưng mà 25 cái gì? 25 này vẫn chưa đủ, chưa đúng cấu trúc. Phải là 25 cái gì đó, phải có danh từ đi kèm. Thì ở đây người ta đang hỏi về số học sinh thì mình cứ trả lời bình thường. There are 25 students in her class. Đó, đây là cấu trúc đầy đủ nhất nè. 25 học sinh, nhưng mà ở đâu? 25 học sinh trong lớp của cô ấy. There are 25 students in her class. Tụi con hay bị viết sai chữ student nè. Khoa giống như Yến Nhi nè. Thiếu T nè, thiếu letter T nè. Câu sau thì ok, câu sau thì Khoa làm tốt nè. Good job Khoa, câu sau đúng rồi. Đúng rồi, cái cuối thêm and giống như đề. Thật ra cái này là giống y chang cái đề. Còn cái bài này còn dễ nè, cái bài này nó xưng ngay từ ban đầu á, ngay từ ban đầu. Con thấy là nhiều bài đọc nó sẽ không có dùng cái chủ ngữ là cô ấy, nó dùng cái chủ ngữ là ai, là tôi. Sau đấy câu hỏi thì mới dùng là mình, người ta mới hỏi về cái người mình nói trong cái bài đọc. Thì tụi con phải tự chuyển đổi lại cái chủ ngữ từ tôi thành, tại vì nếu mà hỏi câu này nó đâu có hỏi về tụi mình đúng không, nó đâu có hỏi mình đâu, mà đây hỏi cái bạn nữ trong bài đọc. Thì lúc đấy tụi con phải tự chuyển đổi lại chủ ngữ từ ai trong bài thành she, thành her, ví dụ như vậy. Thì cái bài đấy nó khó hơn. Còn cái bài này thực ra con thấy là mình cứ lấy y chang như trong bài đọc, là thấy đáp án của mình có hết trơn, là trong bài đọc có hết luôn đó. Thì tụi con lấy y chang như vậy thôi. Bài này rất dễ, bài này rất dễ, tụi con chỉ cần lấy y chang trong bài đọc thôi đó. What subject does she like? Does she have? Đúng rồi, cứ y chang luôn đó. Cứ y chang cái phần này là tụi con thấy là nó rất là dễ, bài này dễ. Bài này là tụi con lấy y chang à, nên nó không có khó. Bài này nó lấy y chang à, không có khó. Còn có nhiều bài là dùng chủ ngữ là gì? Là ai, là xưng tôi á. Người ta xưng tôi, nhưng mà hỏi thì mình bài đọc hỏi cái người đó thì mình phải nói là cô ấy. Cô ấy như thế nào? Ok. À. Đó, bài này dễ rồi. Tại sao cô ấy thích toán đó? Cô ấy thích toán bởi vì sao đó? Con viết y chang là đúng hết. Bài này dễ, tại vì chỉ cần bóc trong bài đọc viết ra y chang thôi. Ok, bóc trong bài đọc viết ra y chang thôi. Cô ấy thích toán bởi vì sao? À, ở đây thì Yến Nhi phải trả lời được cho cô là bởi vì sao này. Why? Tại sao cô ấy thích toán? Ok. Rồi, bài này đã khá dễ nè. Lấy bài đọc thôi nên là cô bỏ qua nha. Bây giờ mình qua cái đề tiếp theo. Now we're moving to number 7. Hôm nay cô bị nghẹt sổ mũi nên là nói hơi khó nghe. Bạn nào mà nghe không rõ, nhớ nói cô nói to hơn. Okay. Now, let's take a look at this one. Okay. Giống như hôm bữa tụi con dùng cho cô á, là nếu mà tụi con bỏ dấu tick á, thì ở đây mình không có dấu tick, tụi con bỏ cho cô cái chữ V. Okay. Câu đấy đúng thì tụi con đánh cho cô là V. Câu đấy sai thì các bạn đánh cho cô là dấu ít, chữ x bình thường của mình á. Đó, v với x. Ok. Rồi, các bạn làm thử cho cô hết 4 câu luôn, viết một lèo cho cô hết 4 đáp án luôn nha. Không viết từng câu nữa mà viết cho cô cả 4 đáp án luôn.
ví dụ một là yes, hai là no, ví dụ vậy đó, thì tụi con viết theo cái cấu trúc này cho cô luôn. Ok, tại vì cũng khá dễ nè, các bạn làm cả bốn câu cho cô luôn. Ok, I'm waiting for your answers. Ok, cô đợi đáp án của mọi người nha. Cái hình đôi khi nó hơi nhỏ phải không? Để cô mở bự hơn xíu. Ồ, cái này hơi bự quá. Ok, tụi con nhìn cho cô 4 câu. Nhìn hình và sau đấy là điền cho cô là đúng hay là sai. Đó, có bạn nào gửi đáp án cho cô? Yến Nhi gửi cho cô. Ok, cũng được, không sao. Yến Nhi gửi cho mình cô nên không sao. Các bạn sợ các bạn khác nhìn thấy đáp án của mình thì tụi con cứ gửi cho riêng cho mình cô là được. Đấy, giống như Yến Nhi đang làm là Yến Nhi đang gửi cho cô, có mình cô thấy à. Ok, Yến Nhi, để cô check đáp án giùm Yến Nhi trước, trước khi cô sửa cho các bạn khác nha. Số 2 Yến Nhi làm đúng nè. Số 3 đúng nè. Số 4 đúng nè. Số 5 đúng. Ok, good job Yến Nhi, đúng rồi. Đúng rồi nha, Yến Nhi làm đúng rồi. Giang viết cho cô hai chung hết đáp án đi. Con viết nguyên một lèo 4 câu luôn. 2 3 4 rồi, tại có 4 câu và cũng được 3. 1 2 3 4 nè. 4 câu này con làm liên tục luôn. Các bạn nào làm xong nữa không? Các bạn nào làm xong nữa không? Cô thấy bài này dễ mà. I think this one is very easy, right? Cô thấy bài này dễ mà. Còn bạn nào có đáp án nữa không? Mới có Yến Nhi là gửi hết đáp án cho cô làm được 4 câu thôi. Còn bạn nào đáp án nữa không? Cô thấy bài này dễ mà mọi người. Bài này tụi con đâu cần mất nhiều thời gian lắm đâu. Mình nhìn, nếu mà mình có học bài thì mình thấy là dễ lắm. No one have the answers. No one have the answers. Rồi các bạn cứ gửi cho cô có mỗi câu 2 à. Còn bạn nào gửi cho cô đầy đủ câu cho cô xem thử không? Ok, Ngọc Diệp. Ok, Ngọc Diệp. Để cô xem đáp án của Ngọc Diệp nha. Câu 2 Ngọc Diệp. À, câu 2 Ngọc Diệp làm sai nè. Câu 3. Câu 3 đúng. Câu 4. Đúng, câu 5 đúng. À, chỉ có câu 1 á, ý cô là câu 1 á. Ở đây là Ngọc Việt ghi là 2, 3, 4, 5 đúng không? Thì câu này được Ngọc Việt làm sai nè. Nó ngược lại, Ngọc Việt để ý nè. Để ý cho cô. Sao lại mình lại làm sai câu 2, câu 1 ấy. Còn bạn nào có đáp án không? Không, bạn nào có đáp án hết cả 4 câu cho cô à? Tụi con cứ ghi no, yes. Cô cũng không biết chỗ nào no, chỗ nào yes luôn. Rồi, ở đây. Wow, ok, thank you. Cô chữa cho con nha. 1 đúng nè. 2 chưa đúng. 2 chưa đúng. 3 đúng nè. 4 đúng nè. Ok. Ok, cô sẽ sửa bài luôn nha mọi người. Cô không thấy các bạn gửi đáp án cho cô nhiều nên cô sửa bài luôn nè. Câu 1. My birthday is in February là tháng 2. Nhưng mà mình nhìn hình thấy câu này dễ lắm. Bởi vì tụi con nhìn hình có bạn cũng làm sai câu này. Thì bạn nào hồi nãy làm sai hình như Diệp đó. Con thấy trong hình nè, nó có nguyên cái chữ rõ ràng là gì? February luôn. Nó có nguyên cái chữ February luôn đúng không? Nó có nguyên một cái chữ February luôn. À, cho nên chắc chắn câu này phải đúng chứ. Sinh nhật của tôi là vào tháng 2 thì chắc chắn câu này phải đúng nè. Đúng không? Cho nên là February câu này đúng. Câu 2 hình như là Châu làm sai hả? Can't là không thể. Mà con thấy trong hình là bạn này đang bơi bình thường, không có gì hết trơn á. Bạn đang bơi bình thường thôi. Nên là câu này can't là sai. Câu này là con phải chọn là go x á, có nghĩa là sai á. Nên là câu 2 nó không có đúng, câu 2 là sai nha. Châu nhớ nha, câu 2 can't có nghĩa là không thể. Còn ở đây rõ ràng bạn đang bơi bình thường thôi. Bạn có thể bơi mà. Câu này mình nhìn cái hình là môn gì mọi người? What subject is it guys? What subject is it? English. English, yeah. So this one's music. No, not music. English. Đúng rồi, câu này đáng lẽ phải là English thì câu này mới đúng. Ở đây người ta lại đi là music nên câu này sai. Câu cuối cùng, strong. Strong nghĩa là con mạnh á. Con mạnh, con thấy không? Bạn này tưng, nâng tạ lên rất là đô nè. Nâng tạ lên rất là cao, có nghĩa là bạn mạnh, bạn khỏe đó. Cho nên câu này ở đây là đúng, chính xác. Ok, không có khó gì đâu. Mọi người cứ đọc kỹ câu, nhìn kỹ hình là ra đáp án liền. Không.
Now for this one, mình qua tới bài tiếp theo. Look at the picture, read and write the word. À, đọc và viết cái từ, viết từ vựng. Cái này thì chủ yếu là mọi người cần có từ vựng, nhớ được từ vựng là xong. Nhưng mà nếu mà biết sai chính tả một cái là đi luôn. Biết sai chính tả một cái là sai luôn. À, rồi các bạn nào làm cho cô nha. Để mà các bạn mình cùng nhau làm thì bây giờ các bạn khi mà gửi đáp án cho cô thì gửi cái chế độ mà có một mình cô xem được á, gửi cho mình cô thôi. Để cho cô check đáp án cho. Cô check đáp án, còn các bạn còn lại thì vẫn làm bình thường. Ok. Một Hà Nội. Ok. Các bạn làm và gửi đáp án cho cô nha, gửi cho mình cô. Bạn nào bấm người mình vô thì được nè. Bike. Cô cho mọi người vài phút để làm thật nha. Vietnamese and IT. Ok, cô tập tiếng Ý Nhi một xíu cho các bạn làm nha. Ok. Nãy giờ là mới có Yến Nhi gửi cho cô được 3 câu. Còn các bạn còn lại thì sao nè? What about the others? What about the others? Bởi vì mình học ở lớp cho nên là không có nhiều thời gian nên tụi con ráng tranh thủ làm nha. Ok, có Hạnh đang gửi đáp án cho cô nè. Ok. Ok, Ngọc Diệp. Ok. Ok, rồi bây giờ cô thấy được hai ba bạn gửi đáp án rồi, cô sửa từ từ nha. Cô thử riêng cho tụi con thôi. Ok, Ngọc Hân nè. Hồi nãy giờ bạn nào làm đáp án thì sẽ thấy là đáp án Ngọc Hân là đáp án chính xác nha. Hồi nãy giờ tụi con ghi nè. Số 1, nếu mà tụi con ghi I am Hà Nội, ý tụi con là tôi là Hà Nội á. Nếu mà tụi con ghi là I am Hà Nội, có nghĩa là tôi là Hà Nội, thì tụi con đâu phải là Hà Nội đâu. Tụi con đâu phải là thế nào là cái chỗ Hà Nội được. Mình đâu thể nào mình là cái Hà Nội được. Mà mình là người Việt Nam. Mình là gì? Mình là người Việt Nam. I am mà, đúng không? I'm Vietnamese. Ok, good job. Rồi câu 2 thì tụi con điền cho cô là bike. Hoàn toàn chính xác. Good job. Bike. Minh Châu làm cũng vậy, sai cái chữ Hà Nội. Tụi con bị sai Hà Nội nhiều ha. Ở đây tụi con thấy nè, I am, tôi là gì mà, tôi là gì mà, chứ không phải là tôi sống ở đâu. Chừng nào người ta ghi là I live in, ví dụ như vậy đi. Cô ví dụ I live in, tôi sống ở đâu, thì ở đây mình ghi I live in Hà Nội thì chính xác. Ở đây cái hình này nó chỉ là một cái hình minh họa cho tụi con biết đây là Việt Nam nè. Thì ở đây mình có tôi đến từ Việt Nam. Tôi là gì? Tôi là người Việt Nam, thì sẽ là I am Vietnamese, chứ phải là tôi là Hà Nội. Tụi con không thể nào mà là Hà Nội được. Tụi con sống ở Hà Nội thì được. Mọi người hiểu không? Rồi, có nhiều bạn bị sai, bị gì ta? À, gọi là bị nhầm cái chữ IT với chữ PE. Thì đáp án của mình ở đây nó sẽ là IT không phải PE nha tụi con. IT mới là môn tin học, còn PE là môn thể dục nha. Ở đây thì là Vietnamese nè. Oh, sorry guys. Vietnamese nè. Baby á, nếu mà ví dụ ở đây, thực ra đáp án ở đây người ta đang muốn tụi con dùng cái chữ phát á, đúng rồi, có một số bạn điền đúng nè. Ở đây mọi người, người ta đang để cái hình em bé này nó mập đó, đúng không? Nó mập, nó bị béo phì á, cho nên là người ta đang muốn mình dùng cái chữ phát á, ok. Mà thật ra nếu mà tụi con ghi baby là chưa đủ. Baby ở đây, nếu mà tụi con ghi baby. Nếu mà tụi con muốn nói đây là cậu bé đó là một em bé thì phải ghi là a baby mới đúng, ok? Phải là a baby mới đúng. Giống như nè, nó đó là một cây bút chì là a pencil. Đó là tụi con ghi he is baby là chưa đủ. He is a baby mới được. Nhưng mà đáp án của mình chính xác nhất ở đây đang dùng cái chữ này, đang muốn nói về cái việc mập á,
cho nên là mình dùng cái chữ facts. Ok, còn câu này là cô chỉ thêm thôi, chứ đáp án ở đây thì baby chưa đúng. Còn ở đây thì bike, đúng vậy, đang chạy xe đạp thì bình thường con chạy, con đâu có thể nào chạy gì, mình chạy một xe đạp thôi. Cái việc mà mình chạy xe đạp bình thường, mình chạy có một cái xe đạp thôi. Ok, I can ride a bike. Okay, good job everybody, good job. Đa phần tụi con sai câu 1 nhiều nè. Tụi con để ý nha, mình không thể nào mình nói tôi là Hà Nội được. À, không thể nào mình nói là I am Hà Nội được hết trơn á. Tôi là người Hà Nội. Nhưng mà ở đây thì ít ai dùng như vậy. Ở đây thì tôi là người Hà Nội, cái chữ người Hà Nội là một cái từ mới, một cái từ mà người ta tự nghĩ ra thôi. Còn ở đây là tôi là Hà Nội là chắc chắn sai đó. I am, ai ví dụ hoặc là I'm in, tôi ở đâu? I'm in Hà Nội, bây giờ tôi đang ở Hà Nội. Hoặc là con muốn nói là con sống ở đâu? I live in Hà Nội thì được. Chứ không thể nào là tôi là Hà Nội được, tụi con không thể nào là Hà Nội được. À, Hà Nội là Hà Nội, mình là mình. À, mình sống ở Hà Nội, mình ở Hà Nội, chứ mình không có là Hà Nội được. Tôi là người Việt Nam, tôi là một học sinh. À, I am a student, I am Vietnamese, ví dụ như vậy. Ok, good job. Now for the last part, chắc là mình làm phần này nữa là hết giờ rồi đó. Cái bài này là hết giờ luôn mẹ ơi. Ok, đối với bài này thì tụi con sẽ làm gì? Tụi con chỉ cần làm gì thôi? Tụi con chỉ cần nhìn hình. Ở đây thì bạn nào mà nhớ từ vựng, chỉ cần nhớ được từ vựng là bài này quá dễ. Bài này tụi con nhìn hình là tụi con biết được là gì đúng không? Đó. Nhìn hình mà mình đã được, nếu mà mình nhìn hình mình ra được cái từ vựng rồi là mình làm rất là dễ. Còn ở đây bạn nào mà không, ví dụ nhìn hình mà vẫn chưa mường tượng được đây là cái gì á, thì có cái chữ cái ở đây đó, người ta kêu mình là viết lại, người ta có cho mình sẵn luôn chữ cái. Cho nên là ở đây quan trọng tụi con dùng phải đủ chữ cái, người ta cho bao nhiêu chữ cái là mình phải dùng đủ bấy nhiêu chữ cái á, như vậy nó mới đúng từ vựng được. Như vậy thì từ vựng mới viết đúng được, mọi người để ý cho cô nha. Ok, now 1, 2, 3, 4, có câu 4 nữa. Để cô xóa bớt ở trên, mọi người đợi cô xuống, cô xóa ở phía trên đi. Ok, đây. Ok, rồi mọi người nhìn hết 4 câu và làm cho cô nha. England. Ok, anh Khoa ghi là EN. Rồi letter G của cô đâu Khoa? Letter G của cô đâu rồi? Mất tiêu rồi. G, where's letter G? Letter G của cô đâu Khoa? Ừ, đó, mình bị thiếu chữ cái liền. Không để ý là bị thiếu chữ cái, người ta cho liền. Như vậy là mình đâu biết đúng được cái từ đấy. Đúng rồi, Khoa England. Ok, bây giờ Khoa làm luôn rồi, nên là cô sửa chung nha. Khôi cũng vậy nè, letter E của cô, letter G của cô đâu Khôi? Where's my letter G? Where's letter G? I don't know. I'm sorry. Yeah, you got letter G right here. So you need to use it, okay? You have to use it. You need to use it, okay? Number two is Monday. Okay, good job. Đây cô viết lại nha. England, nước Anh. Tiếp theo người ta khoanh vào cái ngày đấy, tụi con thấy là Monday, thứ hai, đúng rồi. Number three. You got L K O double C. Okay, mình có cái từ là mình có cái chữ cái như sau. L K O double C. Như vậy theo tụi con là đây là từ gì nè? À, mình đang nhìn thấy cái hình gì ở đây đây. Okay, good job. Wow, well done. It's a clock. Yes, good job. It's a clock. Yeah, this one is a clock. Đây là cái đồng hồ. Ở đây sẵn cô phân biệt tụi con cái clock á. Clock là cái đồng hồ, nói chung là đồng hồ báo thức, đồng hồ mà tụi con treo trên tường, tụi con để trên tủ, trên bàn, mấy cái đồng hồ nhỏ nhỏ mà báo thức được á. Cái đấy gọi là đồng hồ clock. Còn cái đồng hồ đeo tay nha, cái đồng nói chung là chỉ cần là cái đồng hồ đeo tay thì nó thành chữ watch. Đồng hồ đeo tay. Ở đây là cô chỉ thêm cho tụi con biết thôi. Watch là cái đồng hồ đeo tay nha. Mọi người nhớ cho cô nha. Watch là đồng hồ đeo tay nè. À, còn clock là mấy cái đồng hồ mà treo tường rồi đó. Ok. And the last one you got music. Đúng rồi, music là môn âm nhạc. Ok, good job everybody. Good job. Ok, đâu bây giờ còn bài cuối à. Còn có bài cuối là tụi con làm nhanh nhanh được nè. Đây là bạn của tôi. This is my friend Hoa. She is from. Đó, mình nghe cái câu she is from là đến từ đâu nè. Như vậy đến từ đâu mọi người? Đúng không? Cô ấy đến từ đâu? Cái dấu này cô bỏ đi cho tụi con dễ thấy. Bạn nào làm được câu 1 nhanh nhanh nè. Đó. She is from Việt Nam. Đúng rồi. Ok, đúng rồi. Và Khoa rất là giỏi. Khoa dùng đúng cái chữ
Ý Nhi cũng vậy, Ý Nhi nên dùng cái từ người ta cho, có nghĩa là cái Việt Nam người ta viết như vậy thì con nên viết giống y chang vậy luôn, Nhi hiểu không? Chứ mình đừng có viết tách ra là Việt và Nam. À, mình cứ viết đúng cho cô. Cái từ người ta cho mình từ gì á, thì Nhi nhớ là viết đúng cái từ cho cô. Ok, người ta cho mình từ gì thì mình dùng đúng cái từ người ta cho để mà đảm bảo được. Ví dụ sau này lỡ đề có sai, ví dụ như vậy đi, đó thì mình viết đúng như vậy mình vẫn sẽ có điểm không sao, bởi vì cái đề mình cho như vậy mà. Đó, với lại mình nên viết theo cái cách mà người ta viết, người ta sử dụng từ như thế nào thì mình cứ viết như vậy cho cô. Đúng rồi, Khoa. Ok, để cô xem thử. Her birthday is in. Như mọi người nhớ cô có nói á, sinh nhật mỗi lần mà trong tháng, tháng thì mình dùng chữ in, in cộng với tháng. Nhưng mà ngày thì là dùng chữ gì mọi người? Ngày là sẽ là on. On, on là cộng với date, date. Ngày nè. Ví dụ my birthday is in May. Nhưng mà my birthday is on vào ngày bao nhiêu? Vào ngày is on the 1st of May. À, vào ngày 1 tháng 5. Đó thì mình phải dùng on. Nó khác nhau, giới từ dùng khác nhau. In là dành cho tháng, on là dành cho ngày nè. Thôi, để cô xem tiếp nha. Câu 3 thì mọi người có là gì? English. Ok, English. Đúng rồi, ở đây mình dùng English là hợp lý nhất. Cô ấy thích môn tiếng Anh á. Ở đây là English, ở đây nó mang nghĩa là môn tiếng Anh, chứ không phải là mang nghĩa là quốc tịch người Anh đâu. She likes English the most. Cô ấy thích môn tiếng Anh nhất bởi vì nó thú vị. Because it's interesting. Ok, và cuối cùng, she is, ok, she is tall and pretty. Tall and pretty. Cô ấy cao và đẹp. Tụi con để ý cho cô, cái chữ and này nó cũng thú vị lắm nè. Cái chữ and này á, A and B. Khi mà tụi con viết A and A, cái gì và cái gì á, thì nó sẽ đồng điệu với nhau. Có nghĩa là mình đang dùng ở đây là tính từ, thì mình phải dùng tall and pretty, phải là tính từ hết. Ví dụ, con nói là I like, giống như là mình nói là mình thích lions and tiger, thì ở đây mình nên dùng cả số nhiều. Đã cái lion tụi con dùng số nhiều thì cái chữ tiger mình cũng nên dùng số nhiều. Sau cái vế trước and và sau and nó sẽ đồng điệu với nhau, nó chung với nhau. Mọi người hiểu không? Cái cách thúc nó giống nhau. Ok, good job mọi người. Well done everybody. Tụi con làm bài này rất là tốt nè. Ok, well done. Ở đây là tụi con cũng nhớ cái ý này cho cô. In là tháng thì mình dùng in là chính xác này. Lỡ người ta dụ mình, người ta để cái chữ in hay là on ở đây, ví dụ vậy. Thực ra đáp án ở đây người ta dùng in đi, người ta bỏ in, người ta hỏi mình đây là gì. Rồi đáp án ở đây người ta cho mình có in, có on luôn. Thì mình phải biết cách điền đúng không? Ví dụ ở đây nó điền sẵn cho mình là January rồi. Thì người ta đang hỏi mình dùng từ gì ở đây. Thì lúc đấy tụi con cũng phải biết. Tụi con phải biết là gì. Tháng thì mình chỉ cần dùng in thôi. Ngày thì mình mới dùng on. À, mọi người nhớ cho cô nha. Okay, good job everybody. Good job for today's class. I will see you guys back on Monday, okay? Có gì thì cô sẽ gửi cho tụi con một đề để mà tụi con làm bài thực tập ở nhà, làm ở nhà vào cuối tuần này. Sau đấy thì cái đề đấy thì cô sẽ cho tụi con thấy đáp án luôn. À, mọi người chỉ cần làm một lần thôi. Cái đề đấy thì cô không có lấy điểm cộng, bởi vì cái đề đấy cô sẽ cho tụi con xem đáp án ngay sau cái bài đấy, để mà khi vào lớp sửa thì cô sẽ sửa nhanh, trở cho nó nhanh hơn một xíu. Rồi sau đấy qua ngày hôm sau thứ hai này mình cũng làm đề tiếp tục giống như vậy luôn. Ok, mình sẽ làm đề liên tục như vậy đó. Chỉ còn có 2 buổi thôi, mình chỉ còn có 2 buổi nữa là kết thúc lớp của mình rồi đó. 2 buổi nữa là lớp mình kết thúc rồi. Nhưng mà cô thấy đa phần là buổi sau là các bạn đã đi thi rồi đúng không? Hết buổi sau là mọi người đã chuẩn bị đi thi rồi đúng không? Nhưng mà mình vẫn còn 2 buổi nữa. Ok, thứ hai và thứ sáu mọi người nhớ nha. Ok guys, see you guys back on Monday. Ok, ở nhà cuối tuần chưa có cho đề, còn người nhớ làm nhé. Okay guys, Merry Christmas everybody. See you guys on Monday. Okay, have a lovely holiday with your family. Cô chúc mọi người sinh nhật Christmas. Bye bye guys. See you guys on Monday. Goodbye, teacher. Bye bye guys.